Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Khoa Bình. Hôm nay tôi sẽ nói về một chủ đề rất là hot, đó là chủ đề giảm cân và đặc biệt là giảm mỡ bụng. Nhân viên y tế của chúng tôi hàng ngày nhận rất là nhiều câu hỏi, đặc biệt là cái chủ đề này. Đó là một cái vấn đề muôn thuở, ai cũng muốn là đẹp, ai cũng muốn có một cái vòng eo thon gọn. Thì để đáp ứng với cái nhu cầu đó thì hiện bây giờ trên thị trường có rất là nhiều cái sản phẩm, có rất là nhiều cái phương pháp đánh vào cái tâm lý đó. Và cụ thể ở đây tôi muốn nói về cái chiếc đai nịt bụng để giảm cân, để giảm cái vòng eo. Thì chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về cái vấn đề này, liệu là cái phương pháp này nó có hiệu quả hay không và nó có an toàn hay không. Chúng ta sẽ cùng phân tích. Các bạn khi thấy những cái quảng cáo về cái sản phẩm này á, người ta sẽ hứa hẹn đem đến cho các bạn hai thứ. Thứ nhất là khi mang cái đai vào, nó sẽ giúp cho định hình cái vòng eo, định hình cái khung phần nửa giữa người phần eo của các bạn lại. Và cái thứ hai á là hứa hẹn nó sẽ sinh nhiệt. Sinh nhiệt thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đốt mỡ tại chỗ, dùng từ rất là qua mỹ. Đốt mỡ tại chỗ, ngay tại chỗ các bạn đeo đai đó, là phần bụng đó, đốt mỡ chính tại vòng eo thôi. Và bằng chứng là sau khi đeo xong mà các bạn sẽ đổ rất là nhiều mồ hôi khi mà các bạn tháo cái đai đó ra. Thì nó có thật sự là có như vậy hay không? Ở ý thứ nhất là người ta hứa nếu đeo cái đai đó thì nó sẽ định hình lại cái vòng hai của các bạn. Thực ra thì cái đai nịt bụng á, người ta đã dùng hàng trăm năm rồi. Thực sự đúng, khi mang vào thì nó sẽ định hình, nó sẽ bó cái eo lại. Và nó từ xưa đó là một cái phụ kiện của thời trang. Phụ nữ hồi trước giờ người ta vẫn dùng cái đai để làm cho eo thon gọn, để mặc đồ cho đẹp. Nhưng mà khi tháo đai ra thì không có chuyện là cái nó sẽ giữ tư thế đó đâu. Nó không có chuyện là đeo một thời gian thì cái eo sẽ y theo cái khuôn đó, không có. Khi các bạn tháo ra thì cái phần cơ, phần mỡ đó là tiếp tục giãn ra như bình thường, mà thậm chí nó có thể gây những cái tác dụng không mong muốn, có thể làm cho cái cơ phần bụng của các bạn nó nhão đi. Tại vì sao? Hôm nào các bạn thử chạy bộ ha, các bạn lấy tay để lên phần bụng á, các bạn sẽ thấy cái từng phần bụng của mình, phần cơ bụng của mình, cái thành bụng của mình nó sẽ co, bởi vì cái phần vùng hai của chúng ta đó có rất là nhiều cơ để nó phối hợp vận động và nó giữ thăng bằng cho cơ thể, bằng cách là sẽ co cái cơ phần thân cơ thể chúng ta. Khi chúng ta mang đai vào thì cái cơ đó không cần phải hoạt động nhiều mà đã có cái đai giữ thăng bằng rồi, đã có cái đai tạo một cái áp suất, một áp lực để cố định cái phần thân giữa chúng ta rồi. Cho nên là những cái cơ phần ở vùng hai á, nó cơ bụng á, nó sẽ không phải hoạt động nhiều nữa, cho nên lâu dần nó sẽ mất đi cái liên kết để phối hợp cái cơ đó trong cái vận động tác mà các bạn thực hiện, và làm giảm đi cái trương lực nó và giảm đi cái độ săn chắc của cơ bắp đó. Và cái hứa hẹn mà đeo cái đai vào sẽ ép cái mỡ đó tiêu đi thì cũng không có tác dụng cơ học như vậy mà giảm cái mỡ tại chỗ được. Nó vẫn có một cái tác dụng, đó là nếu các bạn ép với một cái cường độ thật là mạnh thời gian lâu và cái đai nó cao, nó dài, cái bảng nó dài, thì nó sẽ ép luôn cả cái phần cuối của xương sườn và có thể thu nhỏ xương sườn. Nhưng cái lực ép phải rất là lớn và cái thời gian mang cũng phải rất là lâu, thì nó sẽ gây nên rất là nhiều cái biến chứng có hại cho sức khỏe khác. Ví dụ như là khi tăng cái áp lực trong ổ bụng, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ là sẽ bị trào ngược dạ dày thực quản, sẽ hạn chế cái tuần hoàn của cái cơ thể ở ruột, ở cái phần thân dưới chúng ta, cái hồi lưu máu ở phần chân, ở phần thân dưới lên trên, nó sẽ gặp khó khăn, tuần hoàn khó khăn, và đặc biệt là sẽ cản trở hô hấp của các bạn. Bởi vì khi cái bụng các bạn nó bị bó quá chặt như vậy thì cái cơ hoành không thể xuống được. Cái cơ hoành là cái cơ mà ngăn cách giữa lồng ngực và ổ bụng, thì nó là cái cơ chính của hô hấp. Khi cơ hoành hạ xuống phía bụng thì sẽ giúp chúng ta hít vào, chúng ta lấy hơi. Đó là cái cách hít thở đúng. Nếu mà chúng ta đã bó chặt cái bụng như vậy rồi thì cái hô hấp nó sẽ bị giới hạn, giúp cho làm cho cái hơi thở của các bạn không thể sâu được. Các bạn không thể lấy hơi đủ cho cái sinh hoạt hàng ngày, hô hấp rất là nông, rất là cạn, lấy thiếu hơi. Và nếu như các bạn mang đai đó lúc các bạn tập luyện thể thao thì nó còn nguy hiểm hơn nữa.
có thể thậm chí có thể gây ngất, gây xỉu, gây những tai nạn khác đó, rất là nguy hiểm. Và cái hứa hẹn là mang cái đai đó nó sinh ra nhiệt, đúng không? Thật sự có, nó có sinh ra nhiệt. Nó sẽ, người ta nói là cái nhiệt đó nó sẽ đốt mỡ tại chỗ, đốt mỡ tại chỗ, chứ nó không phải đốt cái chỗ khác mà đốt ngay cái chỗ mà chúng ta bó. Chúng ta nó nóng lên và mỡ đó nó chảy ra. Và bằng chứng là có rất là, khi tháo ra có rất là nhiều mồ hôi, có rất là nhiều nước ở đó. Thì đó có phải là mỡ hay không? Xin thưa, đó không phải là mỡ, đó là mồ hôi, đó là nước của cơ thể. Các bạn suy nghĩ, chúng ta nói là giảm cân, nhưng thực ra mục tiêu của chúng ta là gì? Là giảm mỡ, là giảm mỡ chứ không phải là cân nặng. Cân nặng có rất là nhiều thứ trong đó, có thể là xương, có thể là nước, có thể là cơ bắp của chúng ta, và trong đó có mỡ. Thì giảm cân là một chuyện, mục tiêu của chúng ta là giảm mỡ. Khi mà các bạn tăng thân nhiệt chúng ta lên, tăng thân nhiệt tại chỗ, bắt chỗ đó, da chỗ đó đổ mồ hôi, chảy mồ hôi thật là nhiều, thì đúng là các bạn có thể giảm cân. Có thể giảm cân bằng cách là gì? Chúng ta giảm nước. Nhưng cái cân nặng đó không phản ánh là chúng ta thực sự giảm cân đúng nghĩa, giảm mỡ đúng nghĩa, không có. Và cái việc giảm nước đó, nếu mà giảm với mức độ nhiều thì nó có thể gây ra rất là nhiều cái biến chứng. Đặc biệt nếu chúng ta mang cái đai đó lúc chúng ta tập luyện thể thao, chúng ta sẽ tăng nguy cơ mất nước, có thể gây hạ huyết áp, chóng mặt, choáng váng, hay là những cái rối loạn điện giải khác rất là nguy hiểm. Có nghĩa là cái tác dụng giảm cân đó rất là tác dụng ảo, nhưng cái biến chứng của nó là thật. Chúng ta không giảm mỡ, chúng ta không thể đốt mỡ bằng cách đó được. Cho nên cái lời hứa đó là lời hứa rất là nguy hiểm, làm chúng ta nhầm lẫn. Chúng ta nghĩ là chúng ta chảy mồ hôi ở phần bụng như vậy là chúng ta đang đốt mỡ. Cái quan niệm đó hoàn toàn sai và không có căn cứ khoa học, và nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các bạn. Vậy tóm lại, cái đai giảm cân nó có vai trò hay không? Nếu các bạn dùng nó như là một cái phụ kiện để thời trang thì mang vào eo đẹp tức thời thì được, nhưng trong trường hợp là cái lực nén lại đó nó không có nhiều thì ít ảnh hưởng sức khỏe. Còn nếu các bạn mang vì mục đích là giảm cân theo những cái lời hứa hẹn của quảng cáo thì thực sự nó không có tác dụng, mà nó còn có thể có những cái biến chứng khác nữa. Cho nên các bạn phải cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi mua một cái sản phẩm tác động lên sức khỏe của chúng ta. Tới bây giờ y khoa người ta vẫn khuyên để giảm cân nó phải phối hợp giữa một cái chế độ ăn, quan trọng nhất là chế độ ăn, và đi kèm với một cái chế độ vận động phù hợp để chúng ta có thể giảm cân một cách lành mạnh, giảm cân một cách an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo. Xin chào các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.